Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Công an trích điện người bị giam giữ, hù dọa hay tra tấn. Có phải đơn giản là để hù dọa hay không? Một video được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 3 tháng 10 vừa qua ghi lại cảnh cán bộ công an đã dùng cui điện dí vào người thanh niên đang bị còng một tay vào cửa sổ, mặc cho nạn nhân đau đớn gào xin, con xin chú, nhưng cán bộ công an vẫn liên tục nẹt điện trích vào cơ thể nam thanh niên này. Đây là hình ảnh anh Dương Văn Hòa, 21 tuổi, bị đại úy Trần Đình Định dí roi điện vào người. Vào ngày 4 tháng 10, đại tá Lê Trung Hai, trưởng công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận với báo chí trong nước rằng vụ việc trên xảy ra tại đồn công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Ông Hai nói vào chiều ngày 8 tháng 9, nam thanh niên trong clip tên là Hòa cùng với nhóm bạn mang dao tự chế chuẩn bị đánh nhau trên địa bàn phường Vĩnh Điện. Lúc đó tổ tuần tra đi qua thấy khả nghi nên bắt cả nhóm về đồn. Còn người mặc sắc phục công an, đại úy Trần Đình Định đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi clip vụ trích điện được lan truyền trên mạng xã hội. Cũng theo đại tá Lê Trung Hai, theo bước đầu xác minh cả hai là đại úy Trần Đình Định và Hòa đều xác nhận hành vi trích điện chỉ mang tính chất hù dọa với mục đích để nhóm thanh niên này chịu hợp tác làm việc trong quá trình lấy lời khai mà thôi. Hiện tại, sức khỏe và tâm lý của Hòa vẫn bình thường. Một luật sư hiện đang hành nghề trong nước cũng yêu cầu được giấu tên vì lý do an toàn, nói với đài FA rằng rõ ràng việc trích điện người bị tạm giữ không thể nói là đơn giản chỉ là để hù dọa được. Đó là hành vi vi phạm pháp luật và có thể sẽ bị khởi tố về tội bức cung dùng nhục hình. Đây là hình ảnh Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó trưởng Công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa có hành vi đạp người dân ngay tại trụ sở công an vào hôm 29 tháng 1. Theo quan điểm của tôi, về mặt pháp luật thì không được phép sử dụng những hình thức bức cung, nhục hình hay hù dọa như là dùng roi điện để dí vào người như vậy. Trong trường hợp họ làm như vậy thì có thể cho là hành vi trái pháp luật. Nếu trong một môi trường pháp luật nghiêm minh thì chắc chắn những người sử dụng dùi cui điện dí vào người tội phạm chẳng hạn thì họ đã hành xử sai với quy định của pháp luật và có thể bị xem xét để khởi tố hình sự được. Giả sử nếu mà không dùng luật bức cung nhục hình thì cũng có thể khởi tố về hành vi cố tình gây thương tích. Ở Việt Nam hiện nay chưa có tội về hành vi tra tấn như Công ước chống tra tấn, nhưng mà có hành vi khác để mình có thể xử lý được là tội dùng nhục hình hoặc là tội bức cung. Nhưng mà những cái tội này theo tôi biết thì họ khó khởi tố và khá hạn chế những người làm việc trong ngành công an vì họ muốn bảo vệ hình ảnh của ngành công an và chế độ trước mắt công chúng. Luật sư giấu tên trên cũng cho biết hiện nay luật Việt Nam cũng có quy định là phải trang bị camera trong phòng hỏi cung hoặc là những phòng làm việc với phạm nhân hoặc nghi phạm. Nhưng cho đến giờ, chính quyền Việt Nam vẫn chưa bố trí đủ tiền để trang bị camera. Trong khi tiền để làm những việc khác thì họ lại chi rất nhiều. Còn những việc làm để bảo vệ quyền con người, quyền công dân thì dường như họ lờ đi. Đây là hình ảnh trưởng công an thị trấn ở Hà Giang bị bắt vì đã dùng nhục hình. Đại úy Đặng Thế Đông, trưởng công an thị trấn Vĩnh Tuy cũng bị bắt về tạm giam vì tội dùng nhục hình. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với đại úy Đặng Thế Đông, trưởng công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp, công an viên thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Giang và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra. Cụ thể, đại úy Đặng Thế Đông, trưởng công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang cùng với hai thuộc cấp đã có hành vi dùng nhục hình và dùng các biện pháp tra tấn đối với đối tượng tình nghi. Các bị can đều bị khởi tố để điều tra về tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 2 điều 373 của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cũng qua điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình Hát, trú tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang, Đặng Thế Đông, Hoàng Trọng Tuấn, Nguyễn Vũ Hiệp đã có hành vi tát, bẻ tay sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của Vũ Đình Hát, gây cháy bỏng móng tay, dùng còng số 8, treo hai tay lên tường, vân vân. Theo giám định của Viện Pháp y Quân đội, tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định của ông là 12%. Vụ án này đến nay đã gần một năm nhưng chưa có thông tin đưa ra xét xử. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công, con trai của ông Lê Đình Kình,
khai trước tòa rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử vụ Đồng Tâm cho rằng lời khai của ông Lê Đình Công là không có cơ sở nên không xem xét. Bà Nguyễn M. H., điều phối viên của dự án Liên minh chống tra tấn ở Việt Nam, trả lời đài FA rằng việc cán bộ công an trích điện người bị tạm giữ với mục đích lấy thông tin là hành vi tra tấn. Đó là hình thức dùng nhục hình chưa cấu thành hành vi tra tấn, nhưng mà mục đích của hành vi dùng nhục hình là đe dọa để lấy lời khai thì đã cấu thành hành vi tra tấn. Rõ ràng là người này đã bị còng tay ở trên cửa sổ và liên tục bị dí điện trong một nơi có vẻ là đồn công an hoặc là cơ sở của nhà nước. Cái đó, trên phương diện của Công ước chống tra tấn thì đã có đủ cấu hành tội phạm tra tấn rồi. Trong Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, một trong những hành vi tra tấn được định nghĩa là bất kỳ hành vi nào cố ý gây đau đớn hoặc đau khổ nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần cho một người vì mục đích như lấy thông tin hoặc lời thứ tội từ người đó hay một người thứ ba, hoặc để trừng phạt người đó vì một hành vi mà người đó hay người thứ ba thực hiện, hay bị nghi ngờ đã thực hiện, vân vân. Khi nỗi đau đớn và đau khổ đó do một công chức hay một người nào khác hành động với tư cách chính thức gây ra hay với sự xúi dục, đồng tình hay ưng thuận của một công chức. Bản thân Việt Nam cũng đã ký cam kết Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc vào năm 2013. Vào năm 2018, Chính phủ tại Hà Nội đã có hai buổi điều trần với Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc. Tại phiên trả lời các câu hỏi của thành viên Ủy ban, Chính phủ Hà Nội đã phủ nhận tất cả các thông tin cáo buộc công an tra tấn người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh chánh án tối cao ông Nguyễn Hòa Bình đã nắm cả 3 chức vụ điều tra, ban đầu là công an, sau đó là truy tố sau khi ông chuyển sang Viện Kiểm sát và nay là xét xử trong suốt quá trình 13 năm giải quyết vụ án oan Hồ Duy Hải. Mặc dù Hồ Duy Hải khai rằng bị cán bộ điều tra đánh đến mức không chịu nổi nhưng không có ai xem xét cả. Bà MH đánh giá từ sau phiên điều trần vào năm 2018, chính quyền Hà Nội ít nhiều có giảm bớt các việc tra tấn trong các cơ sở giam giữ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa thực hiện khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn, điển hình như việc làm rõ khái niệm và quy định về tội tra tấn trong Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Sau năm 2018, khi mà họ có buổi kiểm định về Công ước chống tra tấn, một năm sau họ phải nộp các báo cáo về việc họ đã thực thi những khuyến nghị của Liên Hợp Quốc như thế nào, nhưng họ còn nợ. Chính quyền họ cứ đối phó bằng cách đưa ra các văn bản luật pháp và ra vẻ là chúng tôi cũng có sửa khung luật, làm thế này thế kia, nhưng mà họ nói nhiều hơn làm, cái chuyện thực hiện còn cách xa lời hứa lắm. Mình vẫn phải tiếp tục, vẫn phải tác động vận động quốc tế để áp lực vô để họ từng bước thay đổi, giảm thiểu bớt hoặc có thể thay đổi khung luật để hợp lý hơn. Cũng theo một vị luật sư trong nước cho biết, ông cho rằng Việt Nam hiện nay tham gia rất nhiều các công ước quốc tế nhưng họ chỉ tham gia cho có, cho vui, nhằm quảng bá với thế giới là Việt Nam cũng tham gia đầy đủ công ước này để đảm bảo quyền con người. Nhưng trong thực tế, việc chính quyền thực hiện ra sao lại là một vấn đề khác và dường như họ không muốn thực thi những điều mà họ đã ký kết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 10 năm 2021 với bản tin Công an trích điện người bị tạm giữ, hù dọa hay tra tấn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.